Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay. Số phone vẫn đang trực tiếp để quý vị có thể gọi vào, xin mời. Và trên đường line chúng tôi xin nhận cú phone của vị khách tiếp theo. Đây là chương trình Tìm Người Thân, xin chào. Alo. Vâng, xin chào ông ạ. Chào anh Tuấn. Tôi tìm gặp đại úy Ngô Văn Thi anh Tuấn. Dạ, hình như trước đây ông có gọi vào chưa ạ? Vâng, trước mà không có gọi mà gọi không được Tuấn ơi. Dạ, rồi bây giờ xin ông cho biết quý danh của ông cũng như người ông muốn tìm, thưa ông. Vâng, bây giờ cho tôi tìm gặp đại úy Ngô Văn Thi. Dạ. Trước 30 tháng 4 năm 75. Ngô Văn Quy hay là Ngô Văn Thi ạ? Ngô Văn Thi. Dạ, Ngô Văn Thi, dạ rồi. Trước năm 75, á, làm việc tại nhà động viên Bộ Quốc phòng. Dạ. Ngô Văn Thi, vâng, đúng rồi. Dạ vâng ạ. Đại úy. Dạ vâng. Vâng, rồi, xin ông tiếp tục ạ. Rồi, DHO 590. Dạ rồi. DHO 590. Dạ. Xin vui lòng cho Đặng Hùng Tân. Dạ, Đặng Hùng Tân. Dạ vâng. Hùng Tân. Trước đây là cộng sự viên của đại úy Ngô Văn Thi đó. Rồi. Anh Hùng Tân. Dạ, rồi số phone của ông Tân là gì thưa ông? Rồi coi như là điện thoại cho Đặng Hùng Tân là số 08385. 08385, dạ. Dạ, 08385 rồi gì nữa ạ? 050. 050. Dạ, còn nữa không ạ? 11. 11. Dạ. Dạ, coi như là 083. 08385050. 50, hai cái 50. Dạ, 50. 11. Vâng. Dạ. Địa chỉ. Địa chỉ luôn hả? Dạ. 0838505011. Dạ rồi. Địa chỉ 9/20A. Dạ. Vâng, địa chỉ 9/20A, dạ. Đúng rồi. Dạ. Địa chỉ 9/20A. Dạ rồi. Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng. Ủa, ông ở Việt Nam hả? Việt Nam, bằng cái người này ở Việt Nam. Ồ, dạ. Phường 4, quận 8. Đường dạ. Phạm Hùng. Dạ, rồi. Và cái người này, họ nhắn tin cho cái người này ở Việt Nam. À, dạ rồi. Ông anh á, vâng, tôi vừa về Việt Nam, ông anh, ông cho địa chỉ để nhắn cho cái ông này đó, cho Tuấn. Dạ, dạ rồi. Được. Dạ rồi, ở Sài Gòn. À. Đường Phạm Hùng, quận 4. Phường 4 hay quận 4? Phường 4, quận 8. Dạ thưa ông, phường 4, quận 8. Khi nãy là ông nhắc là phường 4, quận 8 phải không ạ? Vâng, dạ. Phường 4, quận 8. Dạ rồi. Đầy đủ thông tin ạ? Vâng, đầy đủ thông tin. Có một thông tin cung cấp dễ dàng hơn. Ví dụ như là ông là ai? Ông có thể nhớ thôi. Dạ. Nhưng mà đã đầy đủ lắm rồi, tôi Tuấn ạ. Dạ, dạ rồi. Dạ rồi, cháu cảm ơn ông Đặng Hùng Tân. Vâng. Dạ, hy vọng là nếu như mà có người nào nghe được tin tức này thì sẽ gọi lại cho ông. Nhưng mà thưa ông, bây giờ thường thường gọi về Việt Nam á, cháu biết được có rất nhiều người người ta ngại. Thành thử ra nếu như ông có số phone tại Mỹ đó, thì xin cho luôn. Trong cái dịp về Việt Nam đó, tôi có ông anh á. Dạ, ông vâng. Nhắn như vậy thôi, thì bây giờ tôi nhắn lại về thôi. Dạ, còn dạ. Bây giờ ông có nhắn giùm thì dạ, ông thì được người ta cảm ơn thôi. Chứ còn ngại không ngại, tùy họ thôi. Chưa. Dạ, dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn ông Tân nha. Vâng. Chúc ông ngày thứ năm an lành. Vâng, cảm ơn cho Tuấn. Dạ. Vâng. Đây là chương trình Tìm Người Thân. Anh Tuấn xin chào quý vị. Dạ, chào Tuấn. Dạ, chào ông ạ. Xin ông cho biết quý danh. Tôi tìm người thân mà những người đi cùng tàu á. Dạ. Tàu 602 hồi trước á. Dạ. Vô tại Bi Đông á. Ai có số ở Cali, qua Cali á, có gì gọi tôi, số tên tôi là 714. Dạ. 494-3306 đó Tấn. 494 thưa ông, phải không ạ? À hả. 494 rồi 33 là gì nữa? 3306. 3306. Xin ông cho biết quý danh của ông ạ. Giáp Trần.
Ông Giác Trần Khinh Như, như khi trước ông có gọi vào trong chương trình một vài lần phải không ạ? Có lần à. Dạ. Như vậy là chỉ ngắn gọn là ông muốn tìm những người đã cùng đi cùng tàu mang số hiệu là 602 đi Nó không vào, hay vô bi đông dạ, vào đảo Bi Đông rồi. à, Như vậy thôi ạ. À, những người nào đi cùng tàu tàu 602. tàu bị cướp Thái Lan á. Dạ, tàu bị cướp ở Thái Lan. Rồi năm bao nhiêu ạ? À? Năm bao nhiêu ạ? Năm vô hả? À? Dạ, năm mà tàu 602, chuyến tàu 602 đó ạ. 86 1986. Dạ, rồi. Như vậy khá là đầy đủ không ha? à, số anh em mà ở cùng quê hương á, Dạ, Trà rồi. Vinh mà ở Đục Chư Đục Châu á, Dạ. có qua bên Cali dùm gọi là cho số phone này nha. Dạ, rồi. Cảm ơn ông Giác. Rồi, khá là đầy Cảm đủ ơn thông anh tin nhiều rồi. ha. Dạ vâng, chào ông ạ. Em mình tính. Ok, bye. Khá là nhiều quý vị đã gọi vào trong chương trình thứ năm ngày hôm nay 24 tháng 3 vừa qua. Trong những ngày này, trong những tháng này cũng là một năm trong chương trình Tìm Người Thân đã tròn 1 tuổi thôi quý vị. Khá là, đối với chúng tôi thì 1 năm nó trôi qua cũng khá là nhanh. Nhưng mà đối với quý vị khán thính giả thì rất là cảm ơn quý vị, những quý vị nào vẫn đang ngồi trên màn hình của Đài Liên Sàn TV đón xem những chương trình, không những Tìm Người Thân nói riêng mà tất cả những chương trình nói chung, tin tức thời sự buổi sáng, cà phê sáng với Tuấn, chương trình Tin Vui Lạ, rồi chờ để mà gọi vào trong chương trình này. Trên đường live chúng tôi xin được tiếp chuyện với những vị khách tiếp theo. Đây là chương trình Tìm Người Thân, anh Tuấn xin chào. Dạ, cô xin chào Tuấn. Dạ, chào cô ạ. À. Xin cô cho biết quý danh của cô và cô muốn tìm. Dạ, cô tên là Đào Nguyễn. Dạ, cô Đào Nguyễn. Dạ rồi, hôm nay cô Đào, cô muốn tìm ai thưa cô? Cô tên là Đào Nguyễn, tôi muốn vui lòng giúp cho cô tìm một người anh ruột á. Dạ, anh ruột cô tên gì vậy thưa cô? Anh ruột của cô. À, cô ơi, cô vặn volume TV nhỏ, thật nhỏ xuống cô nha, tại vì chúng ta nói chuyện qua phone đó. Dạ rồi, xin cô cho biết anh ruột của cô, ông tên gì ạ? Anh ruột cô tên là Hà Nguyễn. Dạ, ông Hà Nguyễn. Ông Hà Nguyễn sinh năm bao nhiêu vậy thưa cô? Năm 1948. Dạ, năm 48. Rồi, xin cô cho biết những thông tin chi tiết tiếp theo. Vợ của anh hai tên là Nguyễn Thị Hai. Dạ, rồi xin cô tiếp tục ạ. Nguyễn Thị Hai. Dạ. Rồi có con. Dạ, con của anh chị, con gái của anh chị tên là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Dạ rồi, xin cô tiếp tục ạ. Dạ rồi, xin cô tiếp tục thưa cô. Con trai của anh chị tên là Nguyễn Quốc Ngọc. Nguyễn Quốc Ngọc. Dạ rồi, xin cô tiếp tục ạ. Cứ tiếp tục nhanh Ở nhanh. tiểu bang Minnesota. Dạ. Dạ rồi, xin cô tiếp tục cô nha. Tuấn, cô qua đi năm 2002 tới bây giờ đó không liên lạc được với anh ruột của cô. Dạ. Vui lòng giúp. Dạ, rồi, xin cho biết số phone mà cô Đào Nguyễn cô đang gọi vào thưa cô. Số Dạ. phone của cô là 707 Dạ, rồi. 332 Dạ rồi, 332. Dạ rồi, xin tiếp tục ạ. 1261. 1261. Dạ rồi. Cảm ơn cô Đào. Như vậy là khá là đầy đủ với những thông tin cô cung cấp cho chúng tôi phải không ạ? Dạ cảm ơn cháu nhiều lắm nha. Dạ rồi, chúc cô Đào một ngày thứ năm an lành cô nha. Dạ cảm ơn cháu. Dạ Dạ. bye cháu. Đó là những trường hợp mà chúng tôi đã cùng tiếp chuyện qua những trường hợp của cô Đào Nguyễn, ông Giác Trừng, ông Đặng Hùng Tân cũng giống như là cô Ngô Hoàng Yến, cô Bảy, rất nhiều trường hợp nữa mà chúng tôi sẽ đọc lại những cái trường hợp này trong ít phút quảng cáo. Sau phần quảng cáo đi, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán giả để cùng gửi tới quý vị những cái giây phút về chương trình Tìm Người Thân. Quý vị cũng có thể gọi vào với chúng tôi hoàn toàn miễn phí.